Vâng, xin chào các bạn đến kênh xe đạp. Và video này lần này em sẽ làm một video rất là mới lạ, hoàn toàn so với những video khác. Là lần này em quay một chiếc xe dòng Châu Lam, Châu Nữ của dòng xe Mili và một xe thống nhất Mili của Nhật thời xưa. Một chiếc là dòng Nhật, xe Nhật các bác nhá. Đây là các bác nhìn rõ đây. Bên ngoài em là rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe Mili, thì hôm nay lô xe này em về được hai chiếc rất là lạ. Đó là dòng Miyata của Nhật các bác nhá. Tổng thể xe em quán mới còn trên 90%, xe còn rất là đẹp và hầu như là đồ đạc trên xe là còn nguyên zin, gần như là 90% là lốc hết. Em sẽ quay đánh giá tổng thể từ bộ phận chi tiết cho bác xem. Đây, cái tay lắp xưa của dòng Miyata đây, em còn nguyên bản thao xe đây, tay đóng cao su đúc của dòng Miyata thời xưa. Nó hơi một ố màu cho cái thời gian nhé, rất là cổ điển. Và đây là ghi đông của xe làm từ inox. Và em quay được cảnh bác xem, đây vẫn còn cái chữ của Nhật đây, bác nhìn rõ đấy. Đây nhá, nguyên bản theo xe. Rất là hiếm có một chiếc Miyata mà hiện tại đến thời điểm này mà gần như là đồ đạc còn nguyên chính hãng, nguyên bản. Đây là chi tiết của nó đây, ghi đông Nhật. Đấy, chi tiết nó vẫn còn này. Đằng trước thì là cái logo của Miyata và cổ này là cổ Vuông Châu. Cổ Vuông Châu này thì so với giá thành đời cao hơn so với cổ tròn, cổ cốt tròn của dòng Miyata Châu Lam. Đấy, các bác có thể nhìn rõ đấy. Đây, còn rất là đẹp các bác nhá. Em chỉ nhập duy nhất hai chiếc mẫu xe mà đẹp nhất của lô xe em đã tuyển chọn được về ngày hôm nay. Đây là dòng xe cho các bác thích dòng Mili. Phanh cũng là nguyên bản cho xe. Đấy, các bác nhìn thấy rõ, không phải đi lốc. Ở đằng trước thì có cái biểu tượng của logo của Miyata đây. Nó nằm ở bên đây, bên phía bên này. Vẫn còn nguyên các bác nhá. Đấy, các bác nhìn rõ này. Vẫn còn nguyên bản của chính hãng Miyata, còn nguyên logo của chính hãng. Phanh Châu Lữ vẫn còn nguyên đây, cũng là làm từ mạ inox đây. Đây còn mỗi cái này là mạ inox các bác này. Cái cột này là cột phanh trước. Còn phanh trước của xe cũng là của Nhật chính hãng là inox đây. Đó, nhìn đấy, đây là mã số và chữ Nhật đây. Hầu như 90% xe là còn nguyên bản theo xe, chứ không lai tạp nham và không thêm thắt gì về dòng chiếc xe này. Nước sơn còn rất là đẹp, đó nhá. Tầm trên 90%. Đấy. Dọ xe là inox. Dọ qua dọ inox. Đấy, nước sơn của nó bác nhìn rõ đấy. Còn rất là mới. Đây là tem xe của Nhật đây, bác nhìn rõ đấy. Vẫn còn nguyên của Miyata đây. Make in Japan. Rất nhiều các bác hỏi em về dòng Mili. Đây là những cái mẫu xe mà đáng để được mua. Các bác có thể đi đạp xe quanh quanh, đi dạo hoặc là đi chợ. Cho nam nữ đều đi được cả các bác nhé. Màu trắng, màu này là màu đẹp nhất trong cái dòng xe Mili. Ở giữa thân xe thì vẫn còn cái tem xe Miyata các bác nhé, vẫn còn nguyên này. Các bác nhìn rõ đấy. Em quay thì nó hơi bị mờ. Đấy. Áo lốc đây. Đằng trước là áo lốc không nhá. Áo lốc vuông, chứ không phải áo lốc tròn, áo lốc vuông nguyên bản theo xe. Đấy, bác nhìn rõ này, đây vẫn còn của nó đây. Lốc 18-8. Đây biểu tượng logo của yếm của nó còn nguyên bản đấy. Là hầu như là xe mà nguyên bản theo xe. Thường những cái dòng xe Nhật bãi mà dòng Mili là thường là hay lai tạp. Những cái xe khác như đây là một chiếc Mili Châu Lữ mà về gần như là đồ còn nguyên bản. Đây bên này của nó cũng là tiếng Nhật đấy. Đèn vẫn còn hoạt sử dụng bình thường bác nhá. Đây là đèn của đèn Nhật bác nhá. Đây nó để lâu đây là có chữ da bần thì bác nhìn rõ này. Đèn vẫn sử dụng được bình thường. Đằng trước thì có hai chiếc đèn nguyên bản của xe. Đấy. Đèn diều hâu, mắt diều hâu. Đấy bác nhìn rõ. Đèn mắt diều hâu nguyên bản theo xe. Đây là chiếc đèn này là em nhìn là giống trước dòng đèn xe quốc Nhật.
Bành Châu, bành bản to, cũng là bành lốc. Đấy, có nhìn rõ. Em quay nó không được nét mấy, nếu có nhìn rõ đây. Bành của nó đây, các nhìn vào đây là, đây là cái logo của nó đằng sau cùng với cái logo đằng sau của xe Yến này, chính hãng luôn. Rất là hiếm thấy một con xe nguyên bản của dòng Châu Châu Lũ này về. Tăm đuôi lốc. À. Đây cũng là Mayer của chính hãng luôn các bác nhá. Mayer Nhật nhá bác nhá. Nó hơi bị mờ lên mà em quay nó không được nét thôi. Vành này. Vành và căm là đều là lốc hết toàn phần. Đấy, bác nhìn rõ này. Mayer Nhật chính hãng. Gần như là xe là trên 90% là còn nguyên bản cho xe hết toàn phần. Các bác nhìn còn rất là mới và đẹp. Đấy cái yếm của nó, yếm là yếm nguyên bản theo xe chứ không phải là yếm em thay yếm lốc ngoài chợ bán đâu nhá. Đây là yếm nguyên bản theo xe này. Hiếm thấy để em về em chọn lọc một xe mini mà còn nguyên như này. Đây là hộp xích đàn, hộp xích bản to. Các bác nhìn ra đây hộp xích của nó to này, không nhìn rõ. Hộp xích rất là to. Bê đan nhựa vẫn là cái bê đan nhựa này, dòng của dòng Nhật bãi đây. Nguyên bản theo xe của dòng mini Miata. Hộp nhôm, hộp e-lock, hộp e-lock em nhầm. Hộp e-lock, hộp đàn. Đấy, yên còn rất là mới lắm nhá. Đấy yên xe đây. Rất là mới. Có thể nhìn rõ đằng sau là yên xe của Masushi, yên nguyên bản theo xe step chép e-lock toàn phần. Đấy không nhìn đấy, đây yên chính hãng ở xe các nhá, nguyên bản luôn, toàn bộ hầu hết là trên 90% xe nguyên bản. Đằng sau cũng là áo lốc cũng nguyên bản theo xe, áo là áo chuẩn của theo xe các nhá. Đấy áo một vuông, đèn đây, đèn sau của xe đây. Có duy nhất cái chân trống này thì là sơn chống mạ, các bác nhìn này. Mỗi một chi tiết là chân trống này chi đâu là mạ, đâu toàn bộ là lốc toàn phần hết các bác nhá. Đây chân trống mạ, còn đâu toàn bộ xe là lốc toàn phần. Đằng sau cũng là hộp xích, cũng là của chính hãng luôn. Đằng sau cũng đây, tất cả là của inox hết, nguyên bản trong xe. Một chiếc xe là em đánh giá là trên 90% độ đẹp và cũng là xe gần như nguyên bản hầu hết tất cả phần chi tiết của xe là đều là của chính hãng xe Miata. Còn rất là đẹp, có nhiều cũng nhiều bác hỏi em về cái dòng như đi này nhưng mai cũng về đây. Xe này bên em có giá là 5 triệu bác nhé. 5 triệu. Bọn em bao ship nhưng mà là ship xe khách đó nhá. Tại vì xe cồng kềnh không thể đóng hộp được. Bọn em chỉ ship xe khách thôi chứ không ship bưu điện được. Đấy. Rất là đẹp. Các bác nào mua về sưu tầm hay là đi chợ hay là đi thanh cảnh ở ngoài phố thì đây là một chiếc xe đáng để mua đây, bác nhìn đây. Toàn bộ là xe là nguyên zin hết, gán dép. Duy nhất chiếc xe có mỗi cái bộ chân trống bằng đạp này là mạ inox thôi, còn mỗi còn một cái inox. Còn chiếc thứ hai giới thiệu bác là chiếc thống nhất thời xưa. Có biết rồi, bên mình nổi tiếng về dòng xe thống nhất rồi. Đấy. Cũng cặp tay lắm thời xưa đấy. Có su đúc còn cũ rồi, cũng là thời gian. Quả khuôn. Ghi đông này thì ghi đông của xe Bozo bác nhé. Xe là xe ghi đông của xe Bozo. Đây ghi đông này em thay vào xe Bozo thôi. Cái này dòng xe này tờ ghi đông này còn rất là hiếm cho các bác. Của Ford FR. Thời xưa đây bác nhìn cái dòng xe thời xưa đây. À cái đèn đằng trước này còn nguyên còn sử dụng còn nguyên bản. Đèn trước xe bác nhìn đây. Vẫn còn sử dụng hoạt động bình thường. Đấy. Với cái màu xanh lam bồ độ, xanh da bồ độ. Xe bánh giá khoảng tầm 90% xe. Rất là đẹp. Đây củ này đèn đây. Cũng cặp vành e-lock các bác nhá. Vành và
áo đi lúc. Đấy. Học bánh là học chiếc đèn rất là lạ. Đấy, đằng trước đây bác nhìn rõ. Vẫn còn sử dụng hoạt động bình thường. Đũa Hilux. Đây là hiệu xe Thống Nhất các nhé, Thống Nhất. Đây là hộp xích của Nhật đây. Hộp xích này em đã thay rồi. Hộp xích này là hộp xích Nhật. Hộp xích nguyên bản là hộp xích bằng nhôm. Nhưng em thay bằng hộp xích Nhật là bằng Hilux. Đấy, nhìn này. Đùi đĩa Fuji. Đây là đùi đĩa chính hãng của Fuji, đùi đĩa Nhật đây. Em cũng đã thay đùi đĩa Fuji của Nhật rồi. Thì duy nhất cái bộ xe này là nguyên bản là bộ khung xe của Thống Nhất nguyên zin. Em đã thay bộ áo này, đùi. Còn thời gian, đã thì thời gian thì nó không thể nào đẹp nữa rồi. Còn nhưng mà tất cả những đồ em thay trên xe này toàn đồ Nhật hết bác nhé. Nguyên zin Nhật thời xưa hết. Đây. Xe cũng được sử dụng mấy cái bộ chuyển động lip đây. Mili 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, lăng tầm tầng lip đó nhá. Xe được lăng tầm lip. Đây. Bộ chuyển động PK của Nhật. Đằng sau cũng là đồ áo yếm Hilux. Đấy. Chính hãng của xe luôn. Từ thời xưa đến giờ đây em vẫn giữ nguyên. Những cái đồ làm em bảo thay thì em sẽ nói là thay thế rồi. Đây bộ chuyển động của đằng sau đây. Cũng là em lắp thêm so với xe. Đằng sau là lip đây. 5 lip, 1 đĩa. Xe sử dụng phanh V. Xe Thống Nhất thời xưa. Và xe này cũng đang có giá là 5 triệu bao ship cho các bác. Nhưng mà bên em thì chuyển xe bằng xe khách các nhé. Không chuyển theo ưu điện đâu. Hai xe đều là giá 5 triệu, mỗi xe 5 triệu. Chiếc đầu tiên là chiếc Miata chính hãng của Nhật, Hilux toàn phần nguyên bản. Chiếc thứ hai là chiếc Thống Nhất hồi xưa, lắp được trang bị thêm một số đồ Nhật và trang bị thêm với lăng thùng lip cũng 5 triệu. Hai xe này là hai chiếc xe đáng để lắp sưu tầm hoặc đi dạo thanh cảnh đó nhé. Còn các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943.